chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold Arte Full Box đầy đủ phụ kiện, và đặc biệt chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại sưu tầm và chưa sử dụng. Đây là sản phẩm chính trong cái hộp chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold Arte này. Phụ kiện bên trong hộp gồm có sổ sách hướng dẫn sử dụng, đĩa CD, đĩa này thì chắc mình không dùng tới rồi, một cái đế sạc Gold theo máy, pin chưa sử dụng, bao da zin theo máy chưa sử dụng, chưa có lột siêu ra còn nguyên, cáp sạc mới tinh bởi vì có sử dụng đâu, dây sạc new luôn bởi vì chưa sử dụng, mới tinh, cái khăn new luôn chưa có siêu ra, tai nghe chưa sử dụng luôn, để lâu năm nhìn vô mình thấy là còn garanti đầy đủ nhưng mà có dấu hiệu thời gian. Và đây sản phẩm chính Nokia 8800 Gold Arte chưa qua sử dụng, một sản phẩm đã ngưng sản xuất và hôm nay sưu tầm được, rất hiếm. Garanti của mặt kính màn hình còn, garanti của gáy sau còn, da mới tinh bên trong, không một vết bụi, nhẹ nhàng năng niu, cầm mà rất là hồi hộp. Luxury sang trọng đẳng cấp thượng lưu.